Điều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ đến lượt ông Lê Thanh Hải và Hoàng Quân vào lò. Bài viết được đăng trên trang người tiêu dùng. Trong vòng một tháng trở lại đây, hàng loạt lãnh đạo cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh dưới nhiệm kỳ ông Lê Thanh Hải rồi Lê Hoàng Quân làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bị khởi tố hoặc kỷ luật nặng nề. Nổi bật nhất là cựu phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài, với Hữu Tín, Tất Thành Cang và danh sách bê bối này chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng hai vị đáng ra phải chịu trách nhiệm lớn nhất hiện vẫn bình an vô sự, khiến cho nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh và người dân cả nước hết sức bức xúc. Dư luận đang mong chờ Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương và các cơ quan tố tụng sớm tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Lê Hoàng Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ tịch ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay, hàng loạt sai phạm ở thủ thiêm mà báo người tiêu dùng đã phanh phui, các vụ có dấu hiệu cố ý làm trái đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và thanh tra chính phủ kết luận. Qua đó, sai phạm đã lộ rõ trách nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, mà đặc biệt là vai trò của ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân trong số các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm điểm trách nhiệm vì sai phạm ở Thủ Thiêm, thì ông Lê Thanh Hải được xem là tác giả chính của những vi phạm nghiêm trọng ở Thủ Thiêm. Chớ chiều thay, Lê Thanh Hải khi lên làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã từng phê bình ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngay thời kỳ ông ta làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì những liên quan đến dự án Thủ Thiêm. Những sai phạm của dự án khu đô thị Thủ Thiêm trải dài qua năm đời chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Lê Thanh Hải được xem là người khởi nguồn cho những sai phạm vô cùng nghiêm trọng của Thủ Thiêm. Nhiều quyết định và chỉ đạo sai trái, lạm quyền của Lê Thanh Hải đã góp phần chính yếu khiến cho vụ việc Thủ Thiêm nát bét như hiện nay và để lại hậu quả khôn lường. Việc giải tỏa đền bù dự án Thủ Thiêm diễn ra chủ yếu trong thời gian Lê Thanh Hải ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ 2001 đến 2006 và hai nhiệm kỳ liên tiếp ông này giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ 2006 đến 2015. Đến khi Lê Hoàng Quân thay vị trí của Lê Thanh Hải để Lê Thanh Hải tiếp tục chỉ đạo là người lãnh đạo cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh thì những vụ giải tỏa cưỡng chế càng diễn ra khốc liệt hơn. Hàng ngàn người dân đã mất nhà, mất đất oan uổng với những quyết định khuất tất đầy dấu hiệu lợi ích nhóm và vi phạm các quy định hiện hành. Có những gia đình bị đập phá nhà và không hề được đền bù đồng nào hay giải quyết tái định cư, tạm cư ở bất cứ nơi đâu như hộ bà Nguyễn Thị Giáp ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Đây cũng là thời kỳ u ám nhất của bà con Thủ Thiêm khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã ra hàng loạt quyết định không đúng thẩm quyền, trái với quyết định của Thủ tướng, sai luật để đánh cháo 160 ha đất tái định cư, lấp liếm việc giao đất cho 51 dự án phân lô bán nền ngay tại khu tái định cư và lấn ranh của người dân không thuộc quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm. Chính ông Lê Thanh Hải là người chỉ đạo xé nát 160 ha tái định cư thủ tiêm bằng lệnh không nhất thiết một địa điểm, có thể bố trí từ 3 đến 4 địa điểm trên địa bàn quận 2. Đây là quyết định bật đèn xanh, đá văng bà con thủ thiêm ra khỏi khu vực mà họ được thủ tướng cho phép tái định cư. Nguy hiểm hơn, tối kiến này của ông Lê Thanh Hải còn mở đường cho việc thu hồi đất tràn lan của bà con quận 2 ở Nam Rạch Chiếc, Thạnh Mỹ Lợi với danh nghĩa là phục vụ tái định cư cho thủ thiêm dù chẳng có quy định nào từ chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh làm việc này. Cho đến nay, bà con quận 2 bị thu hồi đất oan từ chỉ đạo của Lê Thanh Hải vẫn còn khiếu kiện khắp nơi, ai oán khổ sở hàng chục năm trời. Không chỉ trong vụ thủ thiêm mà ở hàng loạt dự án bê bối, sai phạm, thậm chí có vụ đã bị khởi tố như các vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Hồ đất Tám và 12 Lê Xuân mà ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đã bị khởi tố bắt giam đều không thể không xem xét trách nhiệm cấp trên của hai ông này là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và chỉ đạo của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thời kỳ đó. Trong vụ đại án ngân hàng Đông Á, nơi cầu vốn của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể loại trừ trách nhiệm của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là Lê Thanh Hải cần nhớ, chính bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là người đứng đầu chịu trách nhiệm về quản lý tài chính ngân sách Đảng tại Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Qua kết luận của các cơ quan nội chính, tố tụng trung ương thời gian gần đây, rõ ràng việc quản lý tài chính lỏng lẻo tại các cơ quan Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cần được truy trách nhiệm đến tận cùng. Dự án Metro số 1 mà kiểm toán nhà nước vừa công bố kết luận thì đây là dự án thuộc công trình quan trọng quốc gia, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thẩm định để phê duyệt là không đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, nội dung thẩm định không đảm bảo theo quy định như không đánh giá tổng mức đầu tư, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của các khoản mục chi phí tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, kiểm toán nhà nước cho biết, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã trích dẫn những chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đó là ông Lê Hoàng Quân về việc sao và cho phép cơ quan này thẩm định việc tăng tổng mức đầu tư đối với dự án này. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ông Lê Hoàng Quân không sao và cho phép, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sẽ không dám lạm quyền như vậy. Những vụ việc tiêu biểu trên chỉ là một trong số những sai trái của hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ trước đã để lại hậu quả nặng nề cho cả nhân dân lẫn chính quyền thành phố này. Giờ đây khi cấp dưới, nhiều người thừa hành thay mặt, thay làm theo lệnh của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã bị khởi tố, bắt giam thì không lẽ gì hai ông này lại không chịu trách nhiệm gì trong những bê bối chấn động như vậy? Dư luận nhân dân và cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đang trông chờ các cấp có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những hành vi sai phạm của cả hai cựu chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh này. Ít nhất đến lúc này, ông Lê Hoàng Quân và nhất là ông Lê Thanh Hải đã có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Nếu các cơ quan chức năng trung ương muốn điều tra cặn kẽ những sai phạm tại thành phố Hồ Chí Minh, lấy lại niềm tin của cử tri thành phố vào Đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thiết nghĩ đã đến lúc phải truy cứu tận cùng trách nhiệm hình sự của Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Nói theo cách khác, nếu đưa hai vị cựu quan chức này vào lò, chính là quyết sách hợp lòng dân, quan chức gây ra sai phạm nghiêm trọng phải trả giá bằng vận mệnh của chính mình. Cần làm rõ người gợi ý, chống lưng, ủng hộ, đồng tình trước quyết định vi phạm của ông Cang. Một mình ông Cang đơn thương độc mã thì sẽ không làm được gì đâu. Vụ việc có khi có liên quan tới cấp trên của ông ấy nữa do đó phải xem xét cụ thể những việc làm sai trái đó của ông Cang, có xin ý kiến của ai hay không, có được người đó là cấp trên của ông Cang đồng ý hay không, phải làm dần từng bước một, từ ông Cang có thể sẽ ra những người khác nữa, ông Hương nêu quan điểm. Sau ông Tất Thành Cang, rồi sẽ đến ai? Bài viết được đăng trên trang Sputnik tiếng Việt. Ông Tất Thành Cang được cho là đã vượt thẩm quyền khi phê duyệt và ký hợp đồng cho xây dựng 4 tuyến đường sắt ở khu đô thị mới Thủ Thiêm theo trí thức trẻ. Chiều ngày 16 tháng 2, sau 2 ngày làm việc, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có những vi phạm rất nghiêm trọng. Trước đó ngày 19 tháng 12, Tránh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo về việc ông Tất Thành Cang xin nghỉ phép từ 17 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2019. Trong thời gian này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phân công Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung xử lý công việc của Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 12, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32 xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp trước đó. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Cang đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ thành phố. Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thành ủy, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ. Ngoài ra, trong thời gian là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Xây dựng 4 con đường đắt đỏ ở Thủ Thiêm Ngày 12 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã ký tắt hợp đồng xây dựng, chuyển giao dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, ông Tất Thành Cang khi đó là giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng, tổng mức đầu tư dự án gần 12.200 tỷ. Theo đó, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường này. Hợp đồng ký tắt này giao cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đại Quang Minh xây dựng 4 tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. 4 tuyến đường này có tổng chiều dài gần 12 km, chiều rộng từ 11,6 đến 55 m với tổng mức đầu tư là hơn 8.265 tỷ đồng nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay là 3.917 tỷ đồng, tổng số vốn lên đến hơn 12.200 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi km đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá từ 700 đến hơn 1.000 tỷ đồng. Con số này gấp rất nhiều lần suất đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam đã được Quốc hội thông qua là gần 182 tỷ đồng một km. Số tiền xây dựng đường này được đánh giá là khá đắt đỏ, chủ yếu là phục vụ khu đô thị Sala. Ông Tất Thành Cang vượt thẩm quyền, để thanh toán hợp đồng xây dựng 4 con đường trị giá 12.200 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổi cho công ty Đại Quang Minh khu đất 79 ha giữa phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, bao gồm cả diện tích của toàn bộ bến du thuyền, hai nhà văn hóa, hai trường học. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính đồng ý để thành phố thực hiện cơ chế thanh toán hợp đồng BT theo các nguyên tắc thanh toán dự án BT 4 tuyến đường bằng việc giao cùng thời điểm cho nhà đầu tư toàn bộ các khu đất. Khi được giao đất, chủ đầu tư sẽ tiến hành đồng thời với việc khởi công các tuyến đường mà không đợi đến khi việc xây dựng đường hoàn thành. Lô đất nói trên được sử dụng để xây dựng khu dân cư, khu đô thị, nhưng giá đất bình quân là 26,7 triệu một mét vuông tại thời điểm năm 2013. Vị trí đất được giao cho chủ đầu tư nằm ngoài 4 con đường được xây dựng theo hợp đồng. Ông Tất Thành Cang được cho là đã vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng xây dựng, chuyển giao với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh, đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 với tổng mức đầu tư dự án gần 12.200 tỷ đồng. Việc ông Tất Thành Cang đại diện cho thành phố ký kết hợp đồng nói trên nhằm triển khai dự án được cho là vượt thẩm quyền. Bởi theo Nghị định 108 trên 2009, quy định về đầu tư theo hình thức BT Thành phố chỉ có thẩm quyền phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án, Nghị định 108-2009 quy định A. À, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 200 hecta trở lên, dự án có yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ và dự án thuộc nhóm A có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên. B. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất dự án còn lại thuộc các nhóm A, B và C. Sau ông Tất Thành Cang rồi sẽ đến ai? Trước đó trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương cho rằng trong vụ việc nói trên, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm chính trực tiếp trước những vi phạm đã nêu. Tuy nhiên, theo ông Hương, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục làm rõ những người có liên quan nếu có xung quanh câu chuyện vi phạm của phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cần làm rõ người gợi ý, chống lưng, ủng hộ đồng tình trước quyết định vi phạm của ông Cang. Một mình ông Cang đơn thương độc mã thì sẽ không làm được gì đâu. Vụ việc có khi có liên quan tới cấp trên của ông ấy nữa. Sau đó phải xem xét cụ thể những việc làm sai trái đó của ông Cang có xin ý kiến của ai hay không, có được người đó là cấp trên của ông Cang đồng ý hay không, phải làm dần từng bước một từ ông càng có thể sẽ ra những người khác nữa ông hương nêu quan điểm